Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên các bác có những chiếc quạt Nhật nội địa cũng như là những dòng phẩm mà cũng là vừa mới cập bến tại cửa hàng. Thì là vẫn như theo thường lệ thì em vẫn về những chiếc quạt cổ. Hôm nay là có một chiếc mít dâu rồng. Chiếc này thì cánh nhựa đục các bác nhé. Bầu bom kem đồng. Đây là một chiếc mít dâu rồng mà là mít chữ ký cũng như là logo của nó là màu đồng, và một chiếc tô hoa hồng. Tô hoa hồng thì chiếc này là màu của nó là màu sáng, màu trắng sáng. Tô hoa hồng thì em vẫn về thường xuyên, cũng như là dòng này nó là gang sắt toàn bộ, toàn thân gang sắt luôn nhé các bác nhé. Bầu bom tem đồng. Đây là những dòng quật cổ như là mít dâu rồng bầu bom này, và một chiếc mít đời 12. Chiếc này hai số, chiếc này là mít cổ gang sắt các bác nhé. Chiếc này vẫn còn nguyên thùng, nguyên thùng xốp này. Và một chiếc hi ai đế chiếc này thì giá bình dân. Đấy, chiếc cánh xanh hi ai đế mà chiếc này thì giá bình dân. Cùng với một chiếc la vân gỗ này. La vân gỗ đẹp cánh 30. Cánh sâu rút. Và một chiếc la vương miện Balakun. La vương miện Balakun thì lâu lắm rồi em cũng không về được, nhưng hôm nay thì về được một chiếc la vương miện Balakun cánh 30. Cánh 30 của dòng la Balakun rất là chất lượng luôn, la vương miện. Thì cứ thời điểm bây giờ thì em chỉ lên về những chiếc quạt cổ thôi các bác. Còn những chiếc quạt có giá bình dân thì bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em nhé. Thì nhà em chỉ còn những chiếc quạt có giá một số chiếc, các bác quan tâm các bác cứ alo. Chiếc này là cánh 30. Đây là một chiếc mít, chiếc tô hồng. Tô hồng đỏ này các bác nhé. Logo. Riêng với cái dòng này thì mỗi một chiếc này nó là có một cái bản logo khác nhau. Nó không giống nhau đâu các bác nhé. Đấy. Mấy hai nữa là cánh của nó là hợp kim. Cánh dòng này hợp kim luôn nhé. Chiếc này thì nó đẹp, đẹp từ thân thủ đẹp đi. Đấy. Cho đến chân không một tì vết luôn. Những chiếc cổ, quạt cổ này. Bầu ba khoang. Đời này thì nó là bầu ba khoang. Các bác nhìn thân bầu đẹp. Với cái dòng này thì nó có trước thì là phần này là nhựa, như vừa trước là lốc này. Cái túp lăng này là lốc nhá các bác nhá, lốc hết luôn. Có trước như vậy, có trước khác nhau. Đây, riêng với dòng tua hồng này ấy, là nó rất nhiều dạng khác nhau từ cái bản chất của chiếc quạt, từ cái tem mát cho đến hình thức bầu warm này, ba khoang. Đấy, tất cả của nó là cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, những chiếc quạt đẹp như này thì là chắc chắn là bác nào cũng muốn sưu tầm rồi. Mình cứ nói với nhau một câu là nó đẹp thì là tiền nó sẽ khác thôi, không nói một câu gì luôn. Có như nào là các bác đã nhìn thấy luôn, đã thấy độ thích của nó luôn. Cánh hợp kim nhá. Đấy, và kể cả là từ chân thân đế cho đến logo cho đến mọi hình thức của nó là gần như là đẹp. Chiếc này không chê nó một điểm gì luôn. Chiếc này mã của nó là 597 và có giá là 6 triệu đồng nhé. Tua hồng cánh 30. Đẹp, bác nào quan tâm alo cho em nhé. Những dòng này thì đúng là không có để bán này. Về đâu thì hết đấy. Chiếc này là chiếc mới giá trị này các bác này. Đây là một trong những dòng quạt cổ. Quạt cổ thì có hai đời. Nếu mà đời mà sâu tí nữa em cho các bác xem thì nó sẽ có hai tem đồng. Hai tem đồng là chiếc quạt cổ này, chiếc này này. Đấy. Và nó là cánh hợp kim. Còn đây là chiếc này thì đời sau của dòng này thì nó sẽ là cánh nhựa đục, cánh nhựa đục này. Đây là cánh nhựa đục nhá. Đấy, nó là đời sau. Nó là gọi là mít dâu rồng các bác. Đấy. Logo này là màu đồng luôn. Tức là nó chỉ khác nhau năm sản xuất nó đã khác nhau rồi. Đấy, có sẽ có điểm khác nhau.
tất cả từ nước sơn là zin nguyên bản hết các bác nhé. Đời này cũng là hai số nhé các bác nhé, cũng y như ở trước này thôi, nhưng mà nó dòng cánh cánh hợp kim nó khác, còn cánh nhựa đục nó khác, bầu gom tem đồng này, các bác nhìn nhé, tem đồng. Trước này thì nước sơn của nó thì cực kỳ là đẹp, kể cả từ dây dọ này, xanh biếc, kích cắm này, xanh ngắt luôn. Trước này thì không chê nó điểm gì luôn, từ phím số, số con ve tanh tách này. Đấy, tai hồng, nước sơn là zin xịn xòa luôn các bác nhá, một zin 100% luôn. Đấy, đẹp, không chê nó điểm gì luôn, nói đúng là những chiếc này không chê nó điểm gì luôn. Từ cánh này, cánh này gió thì chất, tức là gió của cái dòng cánh nhá, cánh ấy này thì tất nhiên nó sẽ cắt gió êm hơn. Nếu mà cánh hợp kim thì nó cũng có tiếng, chắc chắn là tiếng nó hơi ổn hơn, nhưng nếu để mà chơi gọt cỏ thì cánh hợp kim nó vẫn là ra đời trước và nó vẫn là thương hiệu, nó chất lượng hơn, tức là nổi tiếng hơn. Tất nhiên là nó mới thì là tiền nó sẽ cao hơn thôi, còn nó phụ thuộc theo độ đẹp nhé. Chiếc này không chê nó điểm gì luôn các bạn, chiếc này đúng là đẹp. Đây là cái độ bóng của nó ấy, các bạn, để độ ánh, đây là ánh điện, điện chiếu ấy, nó bóng nha, nó không có một tì vết gì đâu, không một tì vết gì này, các bác nhá. Gần như là những chiếc quạt đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc. Đấy, tất nhiên đẹp thì là tiền nó sẽ cao thôi các bác. Các bác chơi ở cái tầm phân khúc nào thì không nói thì các bác cũng biết thôi, vì là cứ đẹp thì là tiền nó chắc chắn nó sẽ khác, nhìn đã sướng rồi, trưng bày đã là mê ly rồi. À, dòng mít dâu rồng nó vẫn là nổi tiếng rồi. Đấy, mã của nó là 598 mà có giá là 6.500.000 đồng nhé các bác nhá. Đây là chiếc này là cánh nhựa đục, thì bây giờ em sẽ cho các bác là chiếc cánh hợp kim để các bác thấy luôn. Chiếc này nếu có thùng xốp thì nó cũng tiền của nó thì cũng tầm khoảng 7.500.000 đến 8.000.000, nói chung là nó phải có thể còn hơn, nhưng mà nó không còn thùng xốp thì chắc chắn là giá trị nó cũng sẽ mềm hơn và em mua cũng rẻ hơn. Nói chung là cứ có thùng xốp là tiền nó sẽ khác. Bỏ gom. Và đây tiếp theo, tiếp theo thì là chiếc này là còn thùng nguyên xốp này, chiếc này chưa cắt cả cái bóng luôn, vẫn quấn như bóng luôn. Đây, bóc cái gì, chiếc này chưa bóc cả cái bóng này, quấn đóng từ bên đấy. Chờ để em cắt ra nhé. Đó là một chiếc mít dâu rồng, chiếc là đời, nó là đời thứ 12 các bạn. Chiếc này thì của nó là gần như là cánh, là cánh hợp kim các bác nhé, dòng này là cánh hợp kim. Chiếc này rất là đẹp luôn, kể cả từ nước sơn này, nước sơn đẹp này, nước sơn bóng liễng này, nước sơn zin xịn sò luôn, đẹp bóng. Từ lồng một mê, cái dòng này thì đa phần là lồng một mê rồi. Chiếc này thì dây đời này nó ra trước thì dây của nó cũng khác, cái cắm khác, cắm khác và dây khác. Cái cắm đĩa này là đời này, nó đời quá sâu. Đời này là đời hai tem đồng nhé các bác nhé. Các bác nhìn đây, đây có một tem đồng này, tem đồng là số trên này và tem đồng đây này. Đời này thì nó là cánh hợp kim hai số. Đấy, bầu bom, đây là gọi bầu bom này. Đấy, trồng chất lượng, gang sắt nguyên thùng. Tất nhiên là các bác hình dung là nó đến gần 100 tuổi rồi thì nó cũng có một vài điểm nó xuất xước, có xước nhẹ nhẹ đấy các bác nhé, không thể tránh được các bác, vì nó còn đâu đó độ bóng của nó vẫn còn nguyên này, cái độ bóng này từ cánh kiếc này, từ cánh này cho đến lồng mè này, bầu bom này, bầu biếc này.
Đấy. Có dây. Riêng với những cái dòng thì các bác hình dung này, dây này, dây tròn này thì là cái cổ dây này nó sẽ là dây tròn. Còn dây dẹt này thì nó sẽ cổ là dây dẹt. Tức là nó khác nhau về năm sản xuất, nó sẽ khác nhau chứ không phải là giống nhau, nên là những người chơi cái đồ mà chơi cái quạt cổ ấy thì mới hiểu được. Những chiếc quạt để mình trưng bày, để mình sưu tầm, chiếc này và chiếc này là giống, rất là giống nhau, nếu để mà nhìn là không phân biệt được, cực kỳ là giống nhau nhưng khác nhau. Đời chiếc này sẽ sâu hơn, sâu đời hơn và ra đời sâu hơn. Đấy. Chiếc này của nó thì là gang sắt toàn bộ. Đấy. Cũng là đời hai số nhưng mà chiếc này là cánh hợp kim, còn chiếc này là cánh nghĩa đục. Nên là các bác muốn chơi những chiếc quạt cổ ấy, thì là các bác phải tham khảo trước khi mình muốn mua. Còn tất nhiên là tiền nào thì của đấy thôi các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Trước này là em cũng sẽ báo giá luôn cái chiếc mít dâu rồng này đều là cánh 30 nhé các bác nhá. Như trước này thì nó đặc biệt hơn là nó vẫn giữ được nguyên thùng. Đấy. Trước này thì giá rất là ưu đãi ở thời điểm này, cực kỳ là ưu đãi luôn. Trước này là mã của nó là 596 và có giá là 7 triệu 500 nghìn đồng. Mà là thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Hàng vẫn nguyên xốp xước này. Đấy, giá thì mềm như là là bún rồi. Thùng của nó vẫn còn đẹp lừ luôn. Nói chung là cái những chiếc quạt cổ này các bác có muốn sưu tầm thì cứ alo cho em thôi. Em chủ yếu là mùa này thì chủ yếu em bán quạt cổ nhiều thôi. Tiếp theo thì các bác mà muốn sở hữu chiếc hy đế về nhà em bao nhiêu cũng hết, gần như là những chiếc đẹp, chiếc chiếc vừa tiền, chiếc nhiều tiền. Chưa nói thật với các bác là nó không có một chiếc nào là giá giống nhau đâu nhé các bác nhé. Chiếc này là chiếc hai đế này, chiếc này khác hoặc khác biệt hoàn toàn. À, chiếc này cũng đều có cả số ngủ này, số ngủ này, bốn số có chức năng số ngủ này, đồng hồ cáp này, đồng hồ hẹn giờ này. Đấy, về hình thức bề mặt cũng là khá là ok, khá là ok luôn. Hai đế đây nó gọi là hy đế các bác nhá, đây là hy đế này các bác này. Cái đế xoay, đế xoay này, dây của nó vẫn đẹp, dây trắng nõn luôn, dây phích cắm này ok này, ok luôn, trắng nõn các bác nhìn nhá. Thân thủ đẹp, thân thủ trắng đều con tóc đều luôn này các bác. Đây là những chiếc quạt đẹp các bác, đẹp. Nói chung là dòng hy đế này các bác mua ở đâu em khẳng định luôn, các bác mua những chiếc mà gọi là lát nhất thì nếu mà dòng cánh cánh xanh này hai đế các bác phải mua thấp nhất là có tầm giá 5 triệu rưỡi đến 6 triệu. Nếu để mà đẹp thì chắc chắn là các bác không bao giờ mua dưới giá 7 triệu. Nếu mà những cái dòng hy đế đẹp, đấy, không bao giờ mua dưới giá 7 triệu. Đấy. Đẹp. Kể cả từ nước sơn. Các bác nhá, nước sơn nó cực kỳ là đẹp mà nước sơn nguyên bản luôn. Thân bầu. Đấy. Dòng này thì các bác có thể để trưng bày, để phòng ngủ, phòng làm việc ok hết cho các bác nhá. Đấy. Chiếc này thì giá rất là mềm mại. Thông thường thì hia đế nhà em thì đa phần là từ 7 triệu rưỡi 8 triệu trở lên cơ. Ít chiếc có giá bình dân lắm. Chiếc này thì ưu tiên các bác này, chiếc này em đấu giá cũng rất là mềm. Mềm hơn hơn những chiếc trước. Từ logo này, cánh rêu này đã nó khác biệt rồi này. Đấy. Lồng mạ rất là ok. Đấy, chiếc này là gọi là hy hai đế. Chiếc này mã của nó là 599 và có giá là 6 triệu 200 nghìn đồng. Bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Bằng đúng chiếc dao luôn, giá dao luôn. Có nghĩa là đúng bằng giá dao của những các đại lý giao hàng. Nên các bác nên nhớ là như vậy. Các bác chắc chắn là các bác mua những chiếc này của nhà em thì chỉ bằng
bằng các đại lý nó giao thôi, còn các bác không mà mua ở dưới cái giá tầm này bao giờ cả. Tiếp theo thì em sẽ lên, đây là một trong những dòng thương hiệu Lationa. Thứ nhất là chiếc này với bộ dây là cũng màu trắng này, trắng đẹp này. Chiếc này chưa dây còn chưa lau, nhưng mà khẳng định luôn là từ phích cắm này của nó là đã là quá ít sử dụng này. Chiếc này này, phím số đẹp, phím số đấy. Có đồng hồ cáp, đây là đồng hồ cáp này, đây là đồng hồ cáp nha các bác nhá, đây là đồng hồ hẹn giờ, đây là đồng hồ hẹn giờ này, đấy. Đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ, mặt vân gỗ, đấy. Lồng này lồng mạ, lồng mạ này, logo đẹp, sáng đẹp, đấy. Cánh của nó là dòng cánh ốc nhôm, cánh sâu rút các bác nhá, gió êm, đấy. Lồng này lồng mạ này. Với những chiếc quạt này là nó thực ra nó là chỉ là những quạt giá bình dân. Thực ra nó chỉ là những chiếc quạt giá bình dân thôi. Đấy, nó giá bình dân. Đời máy của nó là cũng là đời máy của dòng La Vương Miện. Thế nên là những chiếc quạt này các bác có thể để sử dụng là để ngủ. Và đây nó cũng là thuộc hệ dòng ra đời khá lâu rồi. Nhưng chất lượng về máy móc và động cơ của những dòng này, lồng vanh này, xi vanh này, nó cực kỳ là chất lượng. Nói chung là nó tương tương với những chiếc La bộ đội, tức là nó đều là cùng với cái tầm phân khúc đấy. Và những chiếc như vậy thì là các bác thừa biết rồi, dùng rất là chất lượng rồi. Để mà chỉ sử dụng công năng làm mát thì là những dòng này nó là dòng đẳng cấp đấy, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Từ chất lượng, gió rồi là hình thức đẹp. Hình thức La vân gỗ, cánh 30 và cao khoảng 80-85 phân gì đấy, tức là nó là quạt lửng các bác nhé. Những chiếc này giá rất là mềm, các bác có nhu cầu thì alo cho em nhé. Chiếc này là mã số của nó là 600 và có giá là 2.800.000 đồng. Đấy, giá em bán tại cửa hàng mà giá rất là bình dân thôi. Các bác có nhu cầu chuyển điện 220 thì cộng 100k, và các bác có muốn chuyển khoản hết thì là em sẽ bao ship các bác nhé. Cọc tối thiểu là 500k cho dòng phẩm này. Đấy. Để tiếp theo thì em vẫn thích những chiếc La Vương Miện Balacun. La Vương Miện Balacun, chiếc này là cánh 30 các bác nhé. Chiếc này là cánh 30. Đấy, đời Balacun. Rất là hay và cũng là rất là đẹp. Đời đời Balacun này. Các bác trông về hình thức của chiếc quạt này thì còn khá là ok luôn. Kể cả phần ốp áp này, còn sáng này. Nó là cánh 30 cao 90 các bác nhé. Bên này có đồng hồ góc chỉnh 150. Đây là 50 độ và 100 độ này. Đấy. Túp lăng của nó là đây là túp lăng điện các bác nhé. Túp lăng cáp là túp lăng điện. Phím số này. Đấy, có 3 chế độ gió thôi. Bên này là đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ là màu vàng. Đấy, nút nhấn này ở giữa này lên xuống chiếc quạt các bác nhé. Thương hiệu Lationa Palacun Gelusia, nó là đời đầu. Nó là đời đầu cho những cái dòng quạt La Vương Miện. Đấy. Tức là nó ra đời gần như là nó đời đầu luôn. Các bác có thể là nhìn thấy hình thức của chiếc quạt từ thân thủ nhé. Từ phần ốp áp và thân cột này, cho đến mặt sàn đẹp này. Rất là ok luôn. Các bác mua ở đâu những cái dòng La Vương Miện Balacun này thì các bác cũng không bao giờ mua được ở cái giá rẻ. Nói thật các bác thế, cho dù các bác mua cũng phải tầm giá 7-8 triệu là chuyện bình thường. Nói chung là những chiếc Balacun này bền vô lối luôn. Dùng đúng là nó là gần như là lồi đồng cối đá. Từ cái dây, hộp đựng dây. Các bác nhé. Dây dợ hộp dây là vẫn nguyên bản hết này. Kể cả là em còn về đấy, thực sự các bác là em còn chưa lôi ra, em còn chưa lau chùi dây dợ vệ sinh này. Có nghĩa là gần như là chưa thể động luôn, mới chỉ có lau qua thôi. Lên nó đã thấy nó đẹp rồi, nên là cứ lên báo giá luôn. Và cả cứ chốt là em lau chùi vệ sinh sạch sẽ là sẽ gửi cho các bác rồi. Các bác về các bác chỉ được dùng thôi. Rất là chất lượng. Đời Balacun này các bác cứ tham khảo thoải mái nhá.
Giá thì mềm như bún luôn. Trước này mã của nó là 601 và có giá 5 triệu 800 nghìn đồng. Có 5 triệu 8 rồi các bác đã sở hữu được một chiếc La Vương miện Balakun này rồi. Đời 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 Zeluse này. Đấy. Rất là chất lượng hai đồng hồ. Đầy đủ tính năng các bác nhá. Nguyên bản hết. Tiền nào của đấy thôi các bác. Gang sắt lặng như cối đa lỗ. Đấy, gió rất là chất và rất là êm. Đấy. Các bác mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Trước này thì giá có 5 triệu 8 thôi. Các bác mua thời điểm bây giờ thì đúng là giá đúng là gần như là rất là rẻ và rất là hợp lý. Nó đúng là tùy theo từng thời điểm một. Các bác có thể mua thời điểm trước là nó giá của nó tầm khoảng 6 triệu rưỡi đến 7 triệu đấy. Các bác nên nhớ là như vậy. Như tầm này thì các bác mua lại mềm mại hơn. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo cho em. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.